Xin chào tất cả các quý anh chị và các bạn khách hàng quan tâm đến dòng xe ô tô MG. Em là Thanh Mùi, tư vấn bán hàng tại đại lý ô tô MG Bắc Ninh. Hiện nay em đang chuẩn bị bàn giao chiếc xe ZS phiên bản tiêu chuẩn tới khách hàng vào buổi chiều nay. Hiện nay dòng xe ZS đang được rất là nhiều khách hàng quan tâm bởi vì sự tiện dụng của dòng xe này cũng như là về mức giá. Dòng xe ZS bản STD có giá niêm yết là 538 triệu. Hiện nay đang được nhận rất là nhiều ưu đãi về giá cũng như là các chính sách phụ kiện và các chính sách về bảo hiểm tặng kèm, giúp cho khách hàng khi nhận xe thì có thể tiết kiệm được về chi phí, lăn bánh rất là tốt. Đây là bản tiêu chuẩn ZS màu trắng, em có làm thêm phụ kiện phay la răng cho khách hàng. Bản ZS này thì phần la răng sẽ là sơn màu trắng và hiện nay em phay la răng giống như bản lắc để tăng tính thẩm mỹ cho xe bản tiêu chuẩn. Nhìn la răng bên ngoài thì vẫn giống như bản lắc ạ. Với một mẫu xe SUV gầm cao lăn bánh tại Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên, các tỉnh lân cận, giá lăn bánh chỉ dưới 500 triệu thì em nghĩ là đáng để tất cả các anh chị quan tâm đến dòng SUV 5 chỗ gầm cao, mình có thể cân nhắc lấy dòng xe ZS bản này. Mọi sự quan tâm anh chị liên hệ tới em sẽ hỗ trợ tư vấn về thủ tục xe cũng như nếu các anh chị có muốn lắp biển vàng hay là đăng ký xe tên công ty, em đều hỗ trợ rất là nhiệt tình ạ. Đây là la răng của bản ZS bản tiêu chuẩn ạ. Như anh chị thấy thì theo nguyên bản của dòng xe ZS bản tiêu chuẩn thì sẽ chỉ có một màu sơn trắng như thế này thôi ạ. Thì em sẽ quay thêm cho anh chị xem phần la răng em phay thêm cho khách nhé. Đây là mẫu la răng trên xe ZS bản tiêu chuẩn sau khi em có dùng thêm dịch vụ là phay la răng cho khách, thì bên dịch vụ là sẽ sơn đen và phay la răng tạo họa tiết cho mình, khiến cho la răng nhìn rất là khỏe khoắn. Lên xe, các chị nhìn lên xe, xe được phay la răng nhìn xe rất là khỏe khoắn. Nhìn bên ngoài la răng này kết hợp với xe thì nhìn xe như là bản lắc luôn anh chị nhé. Rất là thích hợp với tất cả các anh chị nào mà mình thích la răng giống như là bản lắc, bản luxury bên em đấy ạ. Nhưng mà rất là nhiều khách hàng bên em là không thích cửa sổ trời, không có nhu cầu sử dụng dòng xe có cửa sổ trời mà thích cái bản tiêu chuẩn thì có thể tham khảo thêm phay la răng. Dòng xe MG ZS với bản tiêu chuẩn hiện nay giá lăn bánh dưới 500 triệu thì anh chị hoàn toàn có thể nhận xe với mức tài chính khoảng hơn 100 triệu cả về xe và các loại thuế phí. Mình chuẩn bị khoảng hơn 100 triệu về phần tài chính, sau đó là mình nhận sự hỗ trợ của phía bên ngân hàng. Bên em có nhận hỗ trợ về hồ sơ trả góp cho khách hàng lên đến 90% giá trị xe. Báo giá lăn bánh tại Bắc Ninh cho anh chị là dưới 500. Mình muốn lăn bánh ở các tỉnh biên hoặc là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh thì thêm phần chi phí đăng ký biển 20 triệu và thêm phần thuế là 12% thay vì 10% tại tỉnh lẻ.